Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ làm một cái video về luật hấp dẫn, sử dụng những cái câu khẳng định để giúp cho các bạn sẽ có một cái gia đình rất là hạnh phúc với người đàn ông mà các bạn yêu thương. Đây là sẽ làm cái video dành cho các bạn nữ nhá, để các bạn lắng nghe và từ đấy nuôi dưỡng được cái tình yêu của các bạn trong hôn nhân và có một cuộc hôn nhân viên mãn. Để bắt đầu thì các bạn hãy tìm một nơi thật là yên tĩnh, sau đó các bạn hãy nhắm mắt lại, lắng nghe, cảm nhận và đọc theo nếu có thể. Nhưng quan trọng là cảm xúc của các bạn, hãy thả mình hoàn toàn vào trong những câu nói, cảm nhận hạnh phúc đó và dần dần nó sẽ biến thành hiện thực trong đời sống của các bạn nhé. Tôi đang rất hạnh phúc, tôi đang rất vui vẻ vì mình có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi được anh ấy trân trọng, nâng niu, chiều chuộng như một nàng công chúa. Anh ấy luôn coi tôi là ưu tiên số 1. Anh ấy làm mọi thứ để tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tôi rất vui vẻ vì mình đã tìm được đúng người. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh ấy coi gia đình là số 1, coi tôi là số 1 trong cuộc sống. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy sẵn sàng cống hiến, cung cấp, nỗ lực để khiến tôi mỗi ngày trở nên hạnh phúc hơn. Tôi là một người may mắn trong tình yêu. Tôi là một người may mắn trong hôn nhân. Tôi đã có được tình yêu viên mãn dành cho mình. Tôi đang tận hưởng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn. Tôi là người phụ nữ may mắn. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi luôn được trân trọng, luôn được yêu thương, luôn được chiều chuộng. Anh ấy luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, ân cần và chu đáo với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang rất vui vẻ vì mình có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi được anh ấy trân trọng, nâng niu, chiều chuộng như một nàng công chúa. Anh ấy luôn coi tôi là ưu tiên số 1. Anh ấy làm mọi thứ để tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tôi rất vui vẻ vì mình đã tìm được đúng người. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh ấy coi gia đình là số 1, coi tôi là số 1 trong cuộc sống. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy sẵn sàng cống hiến, cung cấp, nỗ lực để khiến tôi mỗi ngày trở nên hạnh phúc hơn. Tôi là một người may mắn trong tình yêu. Tôi là một người may mắn trong hôn nhân. Tôi đã có được tình yêu viên mãn dành cho mình. Tôi đang tận hưởng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn. Tôi là người phụ nữ may mắn. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi luôn được trân trọng, luôn được yêu thương, luôn được chiều chuộng. Anh ấy luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, ân cần và chu đáo với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang rất vui vẻ vì mình có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi được anh ấy trân trọng, nâng niu, chiều chuộng như một nàng công chúa. Anh ấy luôn coi tôi là ưu tiên số 1.
anh ấy làm mọi thứ để tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tôi rất vui vẻ vì mình đã tìm được đúng người. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh ấy coi gia đình là số 1, coi tôi là số 1 trong cuộc sống. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy sẵn sàng cống hiến, cung cấp, nỗ lực để khiến tôi mỗi ngày trở nên hạnh phúc hơn. Tôi là một người may mắn trong tình yêu. Tôi là một người may mắn trong hôn nhân. Tôi đã có được tình yêu viên mãn dành cho mình. Tôi đang tận hưởng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn. Tôi là người phụ nữ may mắn. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi luôn được trân trọng, luôn được yêu thương, luôn được chiều chuộng. Anh ấy luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, ân cần và chu đáo với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang rất vui vẻ vì mình có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi được anh ấy trân trọng, nâng niu, chiều chuộng như một nàng công chúa. Anh ấy luôn coi tôi là ưu tiên số 1. Anh ấy làm mọi thứ để tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tôi rất vui vẻ vì mình đã tìm được đúng người. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh ấy coi gia đình là số 1, coi tôi là số 1 trong cuộc sống. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy sẵn sàng cống hiến, cung cấp, nỗ lực để khiến tôi mỗi ngày trở nên hạnh phúc hơn. Tôi là một người may mắn trong tình yêu. Tôi là một người may mắn trong hôn nhân. Tôi đã có được tình yêu viên mãn dành cho mình. Tôi đang tận hưởng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn. Tôi là người phụ nữ may mắn. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi luôn được trân trọng, luôn được yêu thương, luôn được chiều chuộng. Anh ấy luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, ân cần và chu đáo với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang rất vui vẻ vì mình có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi được anh ấy trân trọng, nâng niu, chiều chuộng như một nàng công chúa. Anh ấy luôn coi tôi là ưu tiên số 1. Anh ấy làm mọi thứ để tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tôi rất vui vẻ vì mình đã tìm được đúng người. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh ấy coi gia đình là số 1, coi tôi là số 1 trong cuộc sống. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy sẵn sàng cống hiến, cung cấp, nỗ lực để khiến tôi mỗi ngày trở nên hạnh phúc hơn. Tôi là một người may mắn trong tình yêu. Tôi là một người may mắn trong hôn nhân. Tôi đã có được tình yêu viên mãn dành cho mình. Tôi đang tận hưởng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn. Tôi là người phụ nữ may mắn.
Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi luôn được trân trọng, luôn được yêu thương, luôn được chiều chuộng. Anh ấy luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, ân cần và chu đáo với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang rất vui vẻ vì mình có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi được anh ấy trân trọng, nâng niu, chiều chuộng như một nàng công chúa. Anh ấy luôn coi tôi là ưu tiên số 1. Anh ấy làm mọi thứ để tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tôi rất vui vẻ vì mình đã tìm được đúng người. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh ấy coi gia đình là số 1, coi tôi là số 1 trong cuộc sống. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy sẵn sàng cống hiến, cung cấp, nỗ lực để khiến tôi mỗi ngày trở nên hạnh phúc hơn. Tôi là một người may mắn trong tình yêu. Tôi là một người may mắn trong hôn nhân. Tôi đã có được tình yêu viên mãn dành cho mình. Tôi đang tận hưởng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn. Tôi là người phụ nữ may mắn. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi luôn được trân trọng, luôn được yêu thương, luôn được chiều chuộng. Anh ấy luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, ân cần và chu đáo với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang rất vui vẻ vì mình có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi được anh ấy trân trọng, nâng niu, chiều chuộng như một nàng công chúa. Anh ấy luôn coi tôi là ưu tiên số 1. Anh ấy làm mọi thứ để tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tôi rất vui vẻ vì mình đã tìm được đúng người. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh ấy coi gia đình là số 1, coi tôi là số 1 trong cuộc sống. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy sẵn sàng cống hiến, cung cấp, nỗ lực để khiến tôi mỗi ngày trở nên hạnh phúc hơn. Tôi là một người may mắn trong tình yêu. Tôi là một người may mắn trong hôn nhân. Tôi đã có được tình yêu viên mãn dành cho mình. Tôi đang tận hưởng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn. Tôi là người phụ nữ may mắn. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi luôn được trân trọng, luôn được yêu thương, luôn được chiều chuộng. Anh ấy luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, ân cần và chu đáo với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang rất vui vẻ vì mình có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi được anh ấy trân trọng, nâng niu, chiều chuộng như một nàng công chúa. Anh ấy luôn coi tôi là ưu tiên số 1. Anh ấy làm mọi thứ để tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tôi rất vui vẻ vì mình đã tìm được đúng người. Tôi rất hạnh phúc
vì mình đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh ấy coi gia đình là số 1, coi tôi là số 1 trong cuộc sống. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy sẵn sàng cống hiến, cung cấp, nỗ lực để khiến tôi mỗi ngày trở nên hạnh phúc hơn. Tôi là một người may mắn trong tình yêu. Tôi là một người may mắn trong hôn nhân. Tôi đã có được tình yêu viên mãn dành cho mình. Tôi đang tận hưởng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn. Tôi là người phụ nữ may mắn. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi luôn được trân trọng, luôn được yêu thương, luôn được chiều chuộng. Anh ấy luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, ân cần và chu đáo với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang rất vui vẻ vì mình có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi được anh ấy trân trọng, nâng niu, chiều chuộng như một nàng công chúa. Anh ấy luôn coi tôi là ưu tiên số 1. Anh ấy làm mọi thứ để tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tôi rất vui vẻ vì mình đã tìm được đúng người. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh ấy coi gia đình là số 1, coi tôi là số 1 trong cuộc sống. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy sẵn sàng cống hiến, cung cấp, nỗ lực để khiến tôi mỗi ngày trở nên hạnh phúc hơn. Tôi là một người may mắn trong tình yêu. Tôi là một người may mắn trong hôn nhân. Tôi đã có được tình yêu viên mãn dành cho mình. Tôi đang tận hưởng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn. Tôi là người phụ nữ may mắn. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi luôn được trân trọng, luôn được yêu thương, luôn được chiều chuộng. Anh ấy luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, ân cần và chu đáo với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang rất vui vẻ vì mình có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi được anh ấy trân trọng, nâng niu, chiều chuộng như một nàng công chúa. Anh ấy luôn coi tôi là ưu tiên số 1. Anh ấy làm mọi thứ để tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tôi rất vui vẻ vì mình đã tìm được đúng người. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh ấy coi gia đình là số 1, coi tôi là số 1 trong cuộc sống. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy sẵn sàng cống hiến, cung cấp, nỗ lực để khiến tôi mỗi ngày trở nên hạnh phúc hơn. Tôi là một người may mắn trong tình yêu. Tôi là một người may mắn trong hôn nhân. Tôi đã có được tình yêu viên mãn dành cho mình. Tôi đang tận hưởng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn. Tôi là người phụ nữ may mắn. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi luôn được trân trọng, luôn được yêu thương, luôn được chiều chuộng.
Anh ấy luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, ân cần và chu đáo với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.